Có khỏe chứ? Nguyên hiệu. Chính hiệu. Chính hiệu. Cái nuôi hay bảo, nuôi nó bảo cống này mở cái máy cái gì sơn nhỉ? Không, cô, con hỏi cô, tức là phần lễ là bây giờ là cô cố gắng giúp con là nhanh nhé, người không nữa con sử dụng sân khấu rồi. Cục viên xuống bên này nhá. Con chỉ đứng đi bên này là chính. Anh Thành văn phòng luôn nhở? Anh Thành văn phòng tập trung tất cả bằng khen rồi tất cả những phần cây tổ liên quan đến phần chương trình ngày mai tập trung vào phía bên cánh phải của bên sân khấu nhá. Khay B nữa. Đây vừa nói anh chú. Chống các chị lùi người tiếp theo. Em được bàn đến vào vị trí giúp em à? Không, không được rồi. Bên kia chỉnh ở bên này mình tự chỉnh luôn chứ định ngồi không như nó khác này. Rồi chị lùi cho em tiếp. Và sau nữa, vì lên là lối đi của đại biểu. Cảnh của hai đây. Cái đội này cứ bỏ dạng ghế đã. Mình đứng vị trí nha, không tí thì mình cầm ghế sau, chưa gì đã cầm ghế rồi. Lùi nữa thưa anh, sau tựa. Nhờ ông Thoa, đúng Dũng đứng gọn vào cái. Nhân tiện chào mừng các quý vị đại biểu về dự lễ hô thần nhập tượng và lễ cầu an cầu siêu khu Long Miếu Bình Vương Dương Tam Kha. We'll be right back.
dâng ạ, dâng ạ, dâng gương ạ. Chị Lê ơi, phần này mình sẽ đánh trống trước nhé. Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu về dự lễ hô thần nhập tượng và lễ cầu an cầu siêu khu lăng miếu Đức Cao Tổ Bình Vương Dương Tam Khoa. Nóng nhỉ? Các bạn này có lấy cái bộ